Xin chào mọi người, lại là Yến Quỳnh đây. Chúng ta lại gặp nhau ở tập mới nữa rồi. Tập hôm nay Quỳnh tiếp tục chia sẻ cho mọi người nghe những mẫu chuyện tâm linh. Nếu các bạn thích tập truyện này á, các bạn hãy gửi đến Quỳnh một nút like và một nút đăng ký kênh để đón nghe những tập tiếp theo. Bên cạnh đó thì Quỳnh có chương trình hội viên, mọi người muốn tham gia để trao đổi, nhắn tin hoặc là trò chuyện với Quỳnh á thì có thể tham gia vào đó nha. Nó có 3 hạng mức. Hạng mức thấp nhất á là hạng mức thân thiết. Và nếu mà muốn ủng hộ Quỳnh thì có thể tham gia chương trình Super Thanh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Các bạn có những câu chuyện tâm linh muốn Quỳnh chia sẻ đến khán giả thì các bạn có thể gửi cho Quỳnh qua 3 đường liên kết. Thứ nhất là qua Gmail Nguyễn Thị Yến Quỳnh 01a@gmail.com. Thứ hai là qua fanpage Facebook Y Quỳnh 23. Và cuối cùng là nick TikTok Y Quỳnh 23-2. Trong tập truyện này, để cho video trở nên khá rùng rợn hoặc là minh họa cho mọi người coi á, thì Quỳnh có thể chèn những video hình ảnh âm thanh. Nếu mà nó không có ghi chú thích cụ thể thì đều mang tính chất minh họa. Và đây là những câu chuyện cho khán giả chia sẻ về cho Quỳnh, không có mục đích công kích một cá nhân hay là một tổ chức nào khác. Mong mọi người nghe nó mang tính giải trí và khách quan. Bây giờ thì chúng ta chính thức vào câu chuyện đầu tiên. Câu chuyện này á thì cái chị này, chị nhờ người âm, nhờ bề trên xe duyên cho chị và chồng, và cũng nhờ người âm bề trên cho chị biết được chồng của chị ngoại tình sau lưng chị. Người gửi câu chuyện này về cho Quỳnh là một chị gái. Chị xin phép giấu tên. Chị nói rằng á, chị và chồng lấy nhau đến nay cũng được gần 8 năm, có với nhau một người con. Thì chị biết yêu từ cái năm lớp 9, lớp 10. Quay về cái nơi xuất phát đi. Lúc đó là chị khá là ngu ngơ, khù khờ. Thì có một cái anh này Quỳnh gọi là Mạnh. Anh này đến làm quen chị từ cái năm lớp 9, xong rồi sang cái năm lớp 10, chị lên cấp 3 đó, anh ngỏ lời yêu. Thì chị cũng thích anh rồi nên là hai người bắt đầu yêu nhau. Yêu nhau từ lớp 10, 11 lên 12, đầu năm 12 thì có những dấu hiệu rạn nứt rõ hơn. Từ cái năm lớp 11 yêu nhau là anh Mạnh thường xuyên nói năng thô tục, khi mà nóng tính lên á thì còn tác động vật lý lên chị nữa, dạng như là tán hoặc là xô đẩy. Thì chị đã không hài lòng rồi, nhưng mà do thương quá, lị quá nên bỏ qua. Lên lớp 12 thì ngoài cái việc học áp lực, cộng thêm cái việc anh Mạnh thường xuyên quên những ngày kỷ niệm, những ngày lễ, hoặc là anh nói hoặc là làm những hành động khiến chị buồn. Bên cạnh đó thì những ngày lễ đó anh lựa chọn đi chơi với bạn bè, không có lựa chọn đi chơi với chị, dẫn đến là chị buồn tủi và khóc. Thì gần đến năm giữa năm lớp 12 á, chị ngỏ lời chia tay, thế là anh đồng ý cái rụp. Đồng ý một cái rụp vứt áo ra đi luôn, không có cái việc mà chần chừ hay níu kéo chị gì cả. Thì biết là anh Mạnh đã hết yêu chị rồi, nên là thôi cho anh ra đi đi. Một hai tháng sau chị vẫn còn khóc lóc sướt mướt nha. Đến cái tháng thứ ba, thứ tư gì đó thấy cũng đã đỡ hơn rồi. Thì có một anh khác, anh này tên là H, gọi là anh Hưng đi. Anh Hưng đến làm quen chị, thì mới quen anh Hưng được khoảng 10 đến 15 ngày thôi. Chị có ngỏ lời là hai người đi dạo đi chơi đi, rồi sẵn đi lên chùa luôn. Đó là một ngôi chùa gần nhà chị, cách khoảng 200 mét thôi. Ngôi chùa này cũng thuộc dạng chùa nhỏ. Thì chị và anh Hưng đến chùa, đi dạo xung quanh khuôn viên chùa, xong rồi vào chánh điện đốt nhang. Chị và anh Hưng đứng song song nhau, đốt nhang khấn rồi cắm nhang. Mà lúc mà hai người đi rất là vắng nha. Xong rồi anh và chị đi chỗ này chỗ kia chơi thêm vài tiếng nữa mới về nhà. Thì chị không rõ anh Hưng khấn cái gì, nhưng mà chị đi chùa chị chỉ khấn đơn giản là cho chị học tập và làm việc suôn sẻ, gia đình chị ba mẹ là có sức khỏe để làm việc, để sống thêm nhiều năm nữa với chị. Nhưng mà nào có ngờ chị và anh Hưng quen nhau được khoảng 2 tháng thôi là dính em bé. Khi mà dính em bé xong, chị nói với anh Hưng thì anh Hưng rất là có trách nhiệm nha, anh ngỏ ý là cưới nhau. Xong rồi sang tháng thứ ba là hai bên gia đình đã đạt thỏa thuận là đám cưới ở đâu rồi ngày sau sau đó. Thì cưới nhau về, cái bữa đó chị hỏi anh á là bữa anh đi chùa anh khấn vái cái gì vậy, thế là anh Hưng mới đáp rằng thì bữa đó lên chùa anh khấn là cho công việc thuận lợi, gia đình nhiều sức khỏe và anh sẽ được ở bên người con gái mà anh yêu. Không ngờ khấn thiên thiệt nha, khấn một cái là 3 tháng sau lấy nhau liền. Nghe vậy xong chị Lâm chỉ vui dữ lắm, tại vì chị thấy là anh này thương chị. Thứ hai nữa là phái nữ mà, anh gái mà nghe một cái người mình yêu mà vì mình thì muốn được ở bên mình á, thì nôn nao vui vẻ nguyên một ngày luôn. Chị càng thương chồng chị hơn. Thì hai vợ chồng sau đó là cũng vì nhau, chị học xong cấp 3 đi là chị sinh em bé. Sinh em bé xong hai vợ chồng thấy là ở gì không được, đi làm công cũng không được, thôi thì mở cái cửa tiệm bán buôn. Thì hai vợ chồng làm được bề trên đổ lắm nha, làm ăn nó lên, nó thuận lợi. Đến khi mà dịch Covid á, thì nó bị chững lại.
xong rồi sang dịch Covid là tới lạm phát, thế là công việc làm ăn nó chậm chạp đi. Rồi năm ngoái á, công việc làm ăn vậy hai vợ chồng cũng chán nên quyết định đi chùa. Thì chị hồi đó giờ không có nghĩ cái chùa gần nhà nó thiêng nha, chị và chồng thường xuyên đi chùa nhưng mà toàn đi chùa xa không à. Cái những ngôi chùa mà chị đi á là xem trên mạng người ta bảo là thiêng, cầu gì được nấy. Thứ hai á là do những người xung quanh người ta giới thiệu á. Cái đợt đó năm ngoái là cũng bận nên là quyết định đi ngôi chùa gần nhà, thì chị và chồng lên đó. Chị thì khấn là cho hai vợ chồng á thuận hòa, vui vẻ hạnh phúc với nhau, công việc làm ăn phát triển suôn sẻ. Thì khi mà đã khấn xong rồi, hai vợ chồng cũng vui lắm nha, còn đi dạo đi chơi nữa, xong mới về nhà. Thì đùng một tháng sau, cái hôm đó là chồng chị đi công chuyện, chồng chị có hai cái điện thoại, một điện thoại mới một điện thoại cũ. Thì ảnh đi ảnh đem cái điện thoại mới, ảnh để quên điện thoại cũ ở trong phòng. Trong cái trí nhớ của chị, điện thoại cũ của chồng chị thì anh thường dùng để giải trí, ví dụ như là lướt TikTok hoặc là xem YouTube. Thì lúc đó là chị cầm lên chị tính là lướt TikTok, nhưng mà mở khóa rồi chị mới phát hiện là có một tin nhắn chưa có đọc, mà tin nhắn này tên của một người con gái, mà cái nội dung tin nhắn nó hiện trên màn hình á khá là mùi mẫn nha. Thì chị mới nhấp vô chị xem, nó hiện ra hàng loạt tin nhắn mà chị vừa lướt đọc á, nước mắt chị nó rơi, bắt chết nó rơi luôn, tại đau lòng quá. Sao mà chồng chị có thể nói chuyện mùi mẫn với cái người gái đó? Những cái lời này là đó giờ hai vợ chồng lấy nhau anh chưa bao giờ nói với chị. Và càng đọc thì càng biết là anh đã cho cô gái này những cái gì, mà tiền anh cho là tiền của hai vợ chồng làm ra, và hình như hai người đã đi quá giới hạn. Thì nhìn cô gái này trẻ và đẹp dữ lắm, thế là chị mới tìm cách liên lạc với cô gái này, nhưng mà chưa liên lạc ngay nha, chỉ là tìm cái phương thức liên lạc thôi. Thì sau đó là chị để cái điện thoại như bình thường. Một đến hai ngày sau đó anh vẫn chưa biết là chị phát hiện anh ngoại tình. Mỗi lần mà đối mặt với anh á, chị trong lòng chị nó khó chịu cực kỳ luôn, chị có cảm thấy vừa oán vừa hận vừa trách tại sao anh có thể làm như vậy. Tại vì đó giờ anh không có giấu gì chị hết, giống như là anh nói là anh làm được như anh đều đưa cho chị, hôm nay có gì hôm nọ có gì anh sẽ đều kể cho chị nghe hết. Với lại là cái cách mà anh thể hiện cho chị thấy, rồi dạy con, tiếp xúc với con á, chị thấy anh là người rất là trách nhiệm, rất là tốt. Nhưng mà nào có ngờ anh lại ngoại tình sau lưng chị. Thì cái khúc đó là thật sự là ngày nào đối mặt với anh chị cũng nặng nề lắm nha. Khi mà đã liên hệ với cô gái kia được rồi, xong rồi chị lên gặp cô gái đó thì biết là cái bà nhỏ này nè, bà đang học đại học. Thì cái ông này ổng làm quen mà ổng nói với bà là ổng chưa có lập gia đình nên là bà này bà mới yêu. Thì xong rồi cũng nói chuyện với cái bà đó là em buông tha cho chồng chị đi, chồng chị lập gia đình rồi. Cô gái đó nghe xong bắt đầu là xin lỗi chị ríu rít và nói rằng á là không có biết chồng chị đã có gia đình, không muốn phá hoại gia đình chị. Chồng chị là người làm quen trước, chồng chị nói với cô gái là độc thân. Thì chị bảo là không có sao, chỉ cần chấm dứt thôi, với cả là em mới lên đại học chưa có nhìn người được nên là chồng chị dụ em, chồng chị qua mặt em, mong là em rút ra một bài học cho riêng mình đó. Thì cô gái đó hứa thì ai về nhà nấy. Lúc chị vừa về đến nhà thì chồng chị bắt đầu là hồng hộc, mặt đỏ lè đỏ lét, xong tới chị và nói là muốn ly dị. Và anh quậy lên, anh chửi bới chị nha. Thì chị thật sự muốn giải quyết êm xuôi cô gái đó và giữ cái gia đình này, tại vì có con của chị và có một cơ sở làm chung, về mặt mày của hai bên gia đình nữa. Bể cái vụ này ra thì ba mẹ anh là người xấu mặt xấu mày chứ ai. Thì anh cứ đòi ly dị hoài luôn. Xong thì chị nói hết lời rồi á, chị bỏ đi. Thì sau đó là chị vẫn không có ký vào cái đơn ly dị. Và từ dạo đó anh với chị chỉ tranh lạnh với nhau. Thì anh vẫn ra tiệm phụ buôn bán, tại vì buôn bán thì anh mới có tiền. Một tháng sau đó chị phát hiện anh lại ngoại tình với một cô gái khác. Và anh nhắn tin ở Thanh Thiên Bạch Nhật luôn, là nhắn tin đành đành vậy đó cho chị thấy luôn. Chị cũng khuyên là hai bên gia đình biết anh ngoại tình rồi, và hai bên gia đình kêu là giữ gia đình này lại, nên là anh tiết chế lại đi. Thì anh kể thật sự là ba mẹ của anh điện xin lỗi chị ríu rít nha, hai bên đều kêu giữ thì chị mới giữ, tại vì chị giữ là vì con của chị không muốn là nó không có cha không có mẹ, nên là chị cố gắng chị giữ dữ lắm á. Thật sự cũng đau lòng nữa, cái người này mình thương suốt 7 năm trời 8 năm trời mà giờ phản bội mình, mà một khi đã phát hiện được cái bản chất á thì thay đổi 180 độ luôn. Anh còn hay nói những lời nặng với chị nữa nha, thường xuyên khóc tủi thân dữ lắm. Thì nửa tháng tiếp theo đó anh bỏ nhà đi theo cô gái mới này, và mấy tháng trời luôn không có chịu về nhà. Facebook của chồng chị thì chồng đã đổi mật khẩu đã này kia hết rồi, không có cho chị liên can vô. Không biết sao có cái đêm đó đang ngủ
cái 3 giờ sáng tim nó khó thở cực kỳ luôn, nó bị nhói á, cái chị mới bật dậy xong tự nhiên chị ngồi chị ngẫm nghĩ nha, chị lấy điện thoại của chị, tại hồi xưa cũng có liên kết với điện thoại của anh, người cái Facebook của anh, thì chị vái ông bà vái bề trên á là cho chị vô được cái Facebook của anh đi. Chị ngồi chị nhập mật khẩu từ những cái ngày tháng năm sinh của anh, từ ngày tháng năm sinh của con, rồi những cái ngày kỷ niệm của riêng anh hoặc là gia đình anh á, thì chị nhập hơi đâu khoảng tiếng tiếng rưỡi là vô được cái Facebook của anh. Xong rồi chị mới mở cái tin nhắn chị đọc. Trời đất ơi, chị mở ra thì có những tin nhắn là mùi mẫn lắm, và có cả những tin nhắn mà đặt phòng ở khách sạn nữa. Càng đọc những tin nhắn đó là càng buồn, càng tủi, càng tức, tại sao bản thân chưa buông được. Thì lúc đó là chị ngồi bình tĩnh xíu nha, vừa khóc vừa bình tĩnh đó, tìm cái cách để liên hệ với cô bồ. Thì chị quyết định lấy cái Facebook của chồng, điện thẳng cho cô bồ luôn. Cô bắt máy và chị xưng chị là vợ đó, thì cổ không có tin. Xong rồi chị mới gửi ảnh cưới, anh này anh kia cho cổ hết giấy chứng nhận kết hôn luôn, thì cổ mới tin. Rồi cổ mới nói là chồng chị lại bảo với cổ là ảnh độc thân, chưa lập gia đình, đi làm xa, lại dụ con ta tiếp rồi. Trời, hôm nay em dụ hai người luôn. Thì cổ xin lỗi và cổ sẽ cắt đứt với chồng chị, là cổ cắt đứt thiệt nha. Đâu một hai hôm sau chồng chị về quậy xe bén chân á, ổng quậy cho tất cả mọi người, kể cả hàng xóm biết rằng ổng đang ngoại tình. Xong thì ổng cũng đòi ly hôn, chị thì bỏ đi chỗ khác, kệ ổng đi, chị đang suy nghĩ có nên ly hôn hay không. Thật sự là có nhiều cái níu kéo lắm, ví dụ như trách nhiệm với con. Sau đó chồng chị bỏ đi đâu đó mấy tháng trời, chị thì đã tính nghỉ quẩn rồi, nhưng mà nghĩ thấy người con nên chị vẫn ở đây, vẫn ở lại. Cái chị bắt đầu buôn bán để kiếm tiền nuôi con. Thì dạo gần đây công việc làm ăn buôn bán của chị nó đi lên. Cái chồng chị quay về quỳ lại khóc lóc và nói là tha lỗi cho anh đi, và anh muốn hàn gắn lại giống như xưa. Và anh tìm mọi cách luôn, anh nhờ bạn bè người thân bên nội bên ngoại. Ba chị cũng qua nói chuyện với chị, hai vợ chồng ông bà nội cũng qua nói chuyện với chị, dùng mọi cách luôn. Chị thì không muốn nha, đến bây giờ chị không có muốn, nhưng mà chị còn đắn đo suy nghĩ lắm. Thật sự có còn thương á, nhưng mà hận nhiều hơn. Thì chị hỏi là bây giờ chị phải lựa chọn như thế nào. Chị biết là mọi thứ mà anh làm sau lưng chị á, làm bề trên chị điểm hết. Quỳnh và mọi người đang nghe chuyện thì chưa kết hôn nên là không có thể đưa cho chị lời khuyên được. Nhưng mà kết hôn rồi sẽ có bên ngoại, bên nội và đứa con, ba cái này liên kết với nhau. Thì sẽ có hai luồng ý kiến như sau. Luồng ý kiến thứ nhất là ly hôn đi, tại vì người này tệ quá, lừa dối chị, làm chị đau đớn nhiều rồi, thì chị ly hôn sẽ có một người khác tốt hơn đến bù đắp cho chị, và chị sẽ không có bị đau khổ dằn vặt hoặc là mệt mỏi khi mà ở với chồng chị nữa. Và trong hôn nhân này, chị ngoài mất tình yêu, mất mồ hôi công sức xây dựng, mất thời gian, chị còn mất luôn là một thứ, đó là niềm tin. Mà niềm tin thì khó lấy lại. Chồng chị bây giờ 30 tuổi, 32 tuổi, 35 tuổi đi, cho dù sống với nhau 7, 80 tuổi và anh đã hoàn toàn chung thủy với chị rồi, nhưng mà chị cũng khó tin anh lắm. Chị bị ám ảnh tâm lý á, nên là nếu mà anh đi đâu đó một hai ngày, một hai tiếng đi, thì chị sẽ bắt đầu nghi ngờ anh lại tiếp tục đi ngoại tình. Thì chị sẽ sống với cái nỗi ám ảnh tâm lý đó, và nó sẽ giày vò chị dữ lắm. Lời khuyên thứ hai, đa số người lớn sẽ khuyên là đừng có ly hôn. Ly hôn xong nha, là đi thêm bước nữa nè, xong rồi lấy chồng mới, đẻ con cho nó, là con mày con tao, nếu như con của chồng cũ, xong rồi con của chồng mới, cái tụi nó sống chung nhau đi, hòa thuận không nói, không hòa thuận cái tụi nó tranh chấp với nhau, ganh đua với nhau, xong rồi đứa nào đứa kia phát triển cũng không có ổn hết. Rồi đừng có ly hôn, chồng nó sai rồi nó sẽ bù đắp lại cho, rồi nó không có ngoại tình nữa đâu, rồi sống vậy nó nhường nhịn mình hơn. Rồi ly hôn rồi con nó bị người ta trêu ghẹo, không có cha không có mẹ thì tủi cho nó lắm. Rất nhiều lời khuyên đó đó, quan trọng là chị thôi. Những lời khuyên bên ngoài á, là góc nhìn tổng quát chủ quan, người ta là người ngoài cuộc, quan trọng chị là người trong cuộc có lựa chọn như thế nào. Chị quyết định ở với anh thì chị không được gì cả, và chị tìm cái cách thì chị bàn với anh, nếu mà anh đưa hết tài sản cho chị, chuyển nhượng hết tài sản cho chị, cho con, rồi đưa tiền cho chị giữ hết, thì ok, không có tiền thì khó mà ngoại tình lắm. Tình yêu bây giờ có chân thật, có chân thành hay không, là không chân thành thì nó cũng dựa trên cái tài chính hết. Nên là mong chị lựa chọn cái nào đó nó tốt nhất cho mình và cho bé nha. Câu chuyện này là thứ nhất nhờ bề trên xe duyên, thứ hai nhờ bề trên cho biết chồng ngoại tình, thứ ba là nhờ ông bà tổ tiên, là tự nhiên đang ngủ bình thường, đó giờ không thức giữa đêm, hôm đó là bật dậy lúc 3 giờ sáng tìm được cái hướng giải quyết người bồ luôn. Thì vừa nhập mật khẩu mà vừa cầu ông bà để cho vô được cái mật khẩu của chồng á, liền vô được luôn. Trời, nói chung chị này là phước cũng lớn nha, ông bà cũng theo độ chị dữ lắm á. Rồi
Cái câu chuyện này làm cho mình nhớ một cái video mình từng nói. Chị cũng nghe video của mình, chị mới nhớ ra, chị mới gửi cho mình á. Đó là video này. Nếu các bạn có hứng thú á, thì vào xem nha, ở bên TikTok. Tiếp đến câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là do quở người âm đường chợ, dẫn đến là người âm hành cho bị ám ảnh tâm lý. Câu chuyện này của một bạn mình sẽ gọi là Trinh. Thì bạn Trinh chia sẻ rằng á, mẹ của bạn mất lúc bạn 2 tuổi. Xong thì bạn sống với ông bà ngoại và ba bạn cũng ở gần đó luôn. Mối quan hệ giữa bạn và ba rất là thân thiết. Ba thường xuyên qua thăm bạn rồi cho tiền hay mua đồ ăn cho bạn. Chuyện xảy ra hồi lớp 3. Thì cái hôm đó bà ngoại của bạn dẫn bạn đi học, đi ngang một cái ngã ba, mà ngã ba này gần nhà bạn thôi, hai bà cháu đi bộ. Đột nhiên á, thì bạn thấy rất nhiều tiền âm rải trên đường. Với nhận thức của một đứa mới học lớp 3 và bạn chưa được ông bà dạy đó là tiền âm phủ. Do đó thì bạn có buột miệng, bạn nói rằng: "Bà ngoại ơi, ai mà xả rác lung tung ngoài đường, chưa chịu dọn gì bà ngoại?" Thì bạn hỏi xong á, bà ngoại mới nói là: "Ôi, chém mồm chém miệng nó bậy bạ." Đó là một cái câu mà ở vùng quê của bạn người ta hay nói để giống như là triệt không long, triệt cái xui xẻo, triệt người âm đi. Lúc đó bạn nghĩ bà ngoại là la bạn, rầy bạn nên bạn im. Thì đến chiều hôm đó, 4-5 giờ đó là bạn tan học, bạn về nhà và ra trước nhà chơi. Thì trong xóm có anh em dòng họ với cả những bạn bè đồng trang lứa đó, bắt đầu là mấy đứa này nó hái nhãn nó ăn. Bạn cầm cái chùm nhãn, bạn ngồi trước nhà bạn ăn á, thì ăn được vài trái. Bạn vẫn được dạy ăn nhãn là phải nhả hột ra mà, thì bạn nhả hột ra. Không biết sao bạn ăn cái trái nhãn đó, bạn nhả hột ra rồi. Nhưng mà bạn lại có cảm giác là có một cái gì nó dướng ngay cổ, bạn không thở được. Mặt của bạn nó tái bệt đi, nó tái trắng bệt luôn á. Môi nó thâm đen, bạn kêu là hạt nhãn mắc cổ. Là mấy đứa kia nó chạy, nó kêu người lớn. Người lớn trong nhà chạy ra và bắt đầu là ôm bụng của bạn á, đẩy, kiểu bóp bụng, đẩy cái ngực ra để cho cái hạt nhãn nó trong cổ nó văng ra. Nhưng mà làm hoài đâu khoảng 15 phút không có ra cái hột nhãn. Mọi người thấy bạn chưa nhả hạt nhãn ra thì có đưa bạn về nhà cho ông bà ngoại, để ông bà ngoại đưa bạn lên viện. Thì khi về đến nhà rồi á, bạn có thể nói chuyện được nha, nhưng mà cảm giác nó khó chịu khúc này lắm. Mặc dù là thở được rồi nhưng mà vẫn cảm giác nó vướng ở đây. Thì bạn cứ tìm đồng hồ, bạn nhìn tìm đồng hồ, 5 phút là nhìn. Xong ông bà ngoại có đưa bạn vào viện thì bác sĩ cho bạn thở oxy xong khám cho bạn. Mà bác sĩ nói là khám cho con bé này rồi, soi cho nó luôn rồi, nó đâu có cái gì đâu, không có bệnh gì hết. Nhưng mà không rõ làm sao bạn cứ khó thở, nói là mắc hạt nhãn, con bị dướng hạt nhãn. Rồi cứ hỏi ông bà ngoại á, đồng hồ đâu, 5 phút bạn sẽ xem đồng hồ một lần. Thì ông bà ngoại không biết bạn bị cái bệnh gì đó, cứ cho bạn nằm viện là khoảng 3 ngày để bác sĩ giống như là quan sát thêm và khám thêm. Nhưng 3 ngày sau nó vẫn triệu chứng là mắc hạt nhãn. Nhưng mà kết quả khám bệnh á, không có bị gì hết, không có hạt nhãn nào vướng ở cổ bạn cả. Rồi ông bà ngoại mới dẫn bạn về nhà, tại vì là thấy là bạn bình thường lại rồi, chỉ là có cảm giác lâu lâu bạn nói chuyện nó hơi vướng chỗ này, bạn hay nói chỗ này là có hạt nhãn thôi. Thì khi mà về nhà, cái ông bà ngoại dẫn bạn đến trước bàn thờ của mẹ, bỗng bạn lên trước bàn thờ của mẹ và nói là: "Con đốt nhang cho mẹ đi." Bà ngoại đưa nhang cho bạn, thì bạn vừa cắm lên cái ly hương, ông ngoại nói là: "Con cầu cho mẹ phù hộ độ trì cho con nha." Thì bạn cũng nói y rang vậy luôn. Cái đâu khoảng 1-2 tuần sau, bạn vẫn còn bị chú tâm cái việc là 5 phút nhìn lên đồng hồ một lần. Và bạn nói với mọi người là bị mắc hạt nhãn ở đây, bạn khó chịu ở đây. Cái hôm đó là ông bà ngoại đang làm việc ở ngoài trước. Bạn thì ở trong nhà bạn khó thở, bạn không có thở được luôn. Mặt mày của bạn là nó tím tái, người nó lạnh ngắt rồi. Bạn nằm quằn quại ở trên giường á. May là ông bà ngoại chạy vô kịp. Thì ông bà ngoại tức tốc đưa bạn đi bệnh viện. Lúc mà ông bà ngoại chở bạn đi lên bệnh viện, ông ngoại cầm lái, bà ngoại ngồi phía sau đỡ bạn. Thì bà ngoại có nói với bạn một câu là: Em ráng lên nha, em cố gắng lên nha. Chở bạn đến bệnh viện xong là bác sĩ đẩy bạn thẳng vô phòng cấp cứu luôn. Tại vì nhìn tình trạng của bạn là chuẩn bị hôn mê mọi người, là chụp oxy nha. Sau đó bạn không nhớ gì nữa. Thì mở mắt ra là bạn thấy người thân ở trong phòng bệnh rất là nhiều. Rồi bạn nằm trong bệnh viện cũng khoảng mấy ngày. Xong ông bà ngoại đưa bạn về và đưa bạn đến gặp một người nha, người thầy. Thì cái người thầy đó hôm trước gia đình bạn đi xem nói rằng á, cái tình trạng của bạn không phải là bệnh dương mà là bệnh âm. Là bạn đi ngoài đường quở người âm nên là có mấy cái vong âm theo bạn và người ta quở cho bạn bị như vậy. Bây giờ thì thầy sẽ làm lễ, mà cái bữa lễ này làm 3 ngày liền nha. Thì gia đình của bạn cũng làm,
Nói chung là có cách nào mà cứu sống bạn được á, gia đình sẽ thử hết. Lúc mà mời thầy cúng về thì chi một khoản chi phí cho thầy mua đồ ăn, mua đồ cúng thì nó cũng bộn, nên là những người thân trong gia đình của bạn cũng bàn ra bàn vô, nhưng mà ba ông bà ngoại thì thương bạn như lắm nên chi hết luôn. Thì làm lễ 3 ngày liền, kết thúc cái ngày cuối cùng thầy kêu á, là vào kiểm tra bạn đi. Lúc đó bạn không biết gì hết trơn, bạn còn nhỏ mà. Khi mà ông bà ngoại vào hỏi bạn á, là còn vướng gì ở cổ không, bạn trả lời không, thở được rồi, không bị sao hết. Nhưng mà sau sự việc đó bạn bị ám ảnh. Thứ nhất là bạn gặp nhãn, bạn sẽ bị sởn da gà, sợ hết trơn da gà luôn, bạn sợ nhãn dữ lắm. Thứ hai á là bạn sẽ có ám ảnh luôn những cái thứ mà nó tròn tròn, ví dụ như viên bi, không dám đụng đến nó. Qua câu chuyện này cũng như rất nhiều câu chuyện mà Quỳnh đã kể, mọi người cũng thấy người âm theo khi cắt, khi dứt được họ rồi sẽ để lại những ám ảnh tâm lý, những di chứng. Nên mọi người nhớ kiêng cữ, bảo vệ mình và bảo vệ người thân. Tại vì đi cắt duyên âm, đi làm lễ này kia có khi tốn rất nhiều tiền. Mình phước lớn, phước báo lắm á, thì mới được ân nhân người ta giúp với số tiền rất ít, vài trăm ngàn thôi. Kết thúc câu chuyện thứ hai và tiếp đến là câu chuyện thứ ba. Bạn nữ này chia sẻ về một trải nghiệm tâm linh ở một trường quân sự nổi tiếng. Câu chuyện này do bạn Trâm chia sẻ về cho kênh. Bạn nói là nhớ rõ ngày hôm đó, 28 tháng 9 năm 2023. Đó là cái đêm cuối cùng trước khi trường bạn kết thúc cái kỳ thực hành quân sự tại một trường quân sự rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đa số các trường đại học sẽ vào đây thực hành quân sự. Nhắc đến đây thì nhiều bạn học ở Đại học Sài Gòn á, học tại thành phố Hồ Chí Minh á, chắc cũng biết cái địa điểm đó. Thì như mọi khi, tối hôm đó các bạn ăn tối xong sẽ lên phòng họp với trưởng phòng. Thì một cái phòng là gồm 10 đến 15 người, tất cả là con gái mà, nên các bạn rất thoải mái với nhau. Ở với nhau khoảng 2 tuần rồi nên là hợp tính lắm, mà quen nhau rồi. Thì 10 đến 15 phút đầu các bạn họp tổng quan là những điều mà đã làm và sẽ làm. 15 đến nửa tiếng sau là các bạn chỉ ngồi cười giỡn với nhau. Lúc đó cũng 8 9 giờ tối, khuya rồi. Thì lúc đó các bạn ngồi cười giỡn, cái có hai đứa là đứa C và đứa D. Hai đứa này nó tính kể chuyện ma. Hai đứa này bạn quan sát nó thì thấy cái mỏ nó nhọn ra, cái đầu nó trô ra rồi ha. Cái mỏ nó mấp mé chuẩn bị kể chuyện ma. Thì bạn mới kêu: "Ơ thôi đi, thôi đi, thôi đi, thôi đi, dẹp đi, dẹp đi." Bạn nói lớn lên, ác tiếng tụi nó, đừng có cho tụi nó kể chuyện ma. Không muốn tụi nó kể ở đây. Trường quân sự nó cũng có chuyện tâm linh hết, mà ở khu quân sự thì nó linh thiêng hơn. Kể một cái coi chừng lần tí gặp liền. Thì mấy đứa kia cũng sợ, do đó mấy đứa kia tản ra, không cho hai đứa này kể. Xong ha, là các bạn bắt đầu lo việc cá nhân của mỗi người. Lúc đó tới giờ giới nghiêm là tắt đèn, mọi người hình dung khoảng 10 giờ đêm đi. Thì cái chỗ khu quân sự các bạn á, cái tòa nhà các bạn sẽ có hai thầy quản, thầy A và thầy B. Thì chiều các thầy ăn cơm, các thầy đã thay cái bộ quân phục ra rồi, là mặc đồ thường á, áo sơ mi quần tây chứ không còn mặc quân phục và đội nón nữa. Thì lúc đó là mấy đứa kia bắt đầu đó, có đứa skin care, có đứa chơi game, còn bạn lúc đó thì đang đứng cầm điện thoại nhắn tin với người thân, tính nhắn vài tin nữa sẽ tắt và đi súc miệng để ngủ. Thì cái phòng nó tối om tối mù, đứa nào làm việc cá nhân á đều bật cái đèn điện thoại lên là tự soi tự làm, chỉ có một ánh đèn duy nhất được mở là cái đèn từ hành lang thôi. Thì giờ giới nghiêm rồi, các thầy sẽ thường xuyên đi kiểm tra coi các bạn ngủ chưa, mà các bạn phạm quy giống như là sử dụng điện thoại hoặc là bật đèn điện thoại, các bạn sẽ bị phạt. Lúc bạn đang nhắn tin xong, các bạn ngước lên, bạn thấy thầy A đi ngang. Thì bạn nghĩ là thầy đi kiểm tra thôi, bạn giật mình, bạn tắt điện thoại ngay. Xong bạn phục xuống, kiểu ngồi khụp xuống vậy nè. Cái lúc đó bạn bỡ ngỡ nha, thầy đi ngang rồi, cái bạn bỡ ngỡ là: "Ủa sao giờ này 10 giờ, 10 giờ mấy rồi mà thầy còn mặc quân phục?" Bạn thấy thầy đi là mặc quân phục á, đội cái nón bộ đội nữa. Và đi rất là nghiêm nghị nha. Cái xong á, bạn mới nhắn tin cho mấy đứa ở phòng khác á, hỏi tụi nó: "Ê tụi bay, thầy A có kiểm tra phòng tụi bay chưa?" Tụi nó mới bảo là không. Thì bạn mới nhắn: "Ê mày, giờ này thầy A còn mặc quân phục nữa." Thì nó mới trả lời là: "Đâu có, hồi chiều thấy thầy B mặc áo sơ mi với quần tây, thầy A cũng thay ra rồi." Nó thấy luôn á, nó thấy thầy A, thầy B đều thay áo sơ mi với quần tây rồi. Thì bạn mới chưng hửng: "Vậy hồi nãy ai đi ngang phòng bạn?" Xong bạn có hỏi những đứa trong phòng nè: "Nãy giờ thấy thầy ai đi ngang không?" Thì tụi nó nói là không. Bạn biết bạn thấy gì vậy ha? Tại vì cái tòa nhà của tụi bạn á, chỉ có những thầy được quản lý mới vào được thôi, không có người lạ vào được đâu. Do đó là cũng ngờ ngợ mình thấy gì rồi. Tối hôm đó ngủ là niệm Phật nha. Kết thúc kỳ quân sự, về nhà
Thì gần đây nè, đợt tháng 12 bạn ngủ á, thì tối bạn thấy là bạn ở trong khu quân sự, nằm trên cái giường của bạn, và kế bên bạn á, là thầy A đang mặc quân phục, đội nón, nằm sát bên bạn mà nằm thẳng băng vậy nè, giống như xác chết á. Từ tháng 12 đến bây giờ là cũng trải qua cũng mấy ngày thôi, chưa thấy sự xuất hiện của thầy A trong mơ. Nhưng mà theo cái lời bạn thuật lại, thì thứ nhất bạn sẽ rơi vào trường hợp là bị ám ảnh, thứ hai có thể thầy A đã theo bạn rồi, là cái vong giả dạng thầy A đó, nên đốt nhang bà tổ tiên đi, mong ông bà phù hộ đừng có cho vong quấy phá bạn nữa, sợ là theo lâu dài sẽ dính duyên âm thôi. Nhưng mà mình chỉ phòng hờ thôi, mình đốt nhang mình cầu ông bà chứ, mình phòng trước. Thì đó là câu chuyện của bạn nữ này, cũng là câu chuyện kết thúc của tập ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cuối video nha. Quỳnh không thể hứa gì được nữa là ra video cả tiếng cho mọi người, do là có nhiều lịch trùng nhau quá. Nhưng mong mọi người vẫn luôn dõi theo Quỳnh và lắng nghe những câu chuyện tâm linh nha. Nếu bây giờ mọi người nghe buổi sáng, Quỳnh chúc mọi người có một ngày thuận lợi, may mắn và suôn sẻ, học tập và làm việc có nhiều niềm vui. Còn buổi tối thì chúc mọi người ngủ tròn giấc, có đủ sức lực cho ngày mai làm việc. Giờ thì Quỳnh xin phép bye bye mọi người và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Bye bye!